Ôi đi đâu mà hả, mồ hôi mồ hét không chị ta? Thì sao? Ủa sao con không lễ mà sao em qua nhà không thấy vậy? Lễ hả? Ờ. Trời nói nào ngay biết sao không? Mới đi du lịch về. Ờ, ngữ gì sao? Ờ, lễ đi Vũng Tàu. Vui lắm trời luôn. Ủa lễ không có đi chơi hả? Má ơi má, lễ là con dễ dài luôn, bù lông thằng trưởng luôn má. Vậy hả? Trời ơi má ơi, rất là đông luôn. Mà vui lắm đây nè, tắm biển không chịu lên luôn. Thằng ơi, thằng con tim mà được ra đi tắm biển với Vũng Tàu. Mà đồ ăn hải sản nữa. Chị mua ghẹ, chị mua tôm, đồ ăn quá trời luôn. Ngon lắm. Thôi, con đi về nha. Trời ơi, để làm sao không dẫn nhỏ đi chơi vậy? Mà ơi má, trời mưa mà thấy mưa tầm tã, mưa thú đất thú ruộng luôn mà đi ông má. Thôi về nha. Ờ, em bữa nào qua chơi nha. Ừ. Mới đi thăm ruộng đi vậy? Ờ, thôi về nha. Rồi, rồi, đi, rồi. Đi. Vậy? Con cũng muốn đi Vũng Tàu. Đi đâu? Đi Vũng Tàu. Lập mà vài cây bây giờ nè. Thấy trời mưa bão, gió bùng nó thúi trời thúi đất chơi đi Vũng Tàu. Hay gì quá mưa đâu. Hay đòi hỏi bỏ nha. Đi. Đi về nha. Không. Có kìa. Cái gì vậy trời? Đi. Đi đâu? Vũng Tàu. Vũng Tàu cũng xình gì? Trời không có tiền ăn nữa, trời mưa trời gió tà le tùm lum hết trơn. Nó còn làm gì mà ông sụm chứ nữa vậy? Ông coi nó thấy bà con nó bà Sáu nó đi lễ để bà dẫn con đi Vũng Tàu. Nó cũng đòi cho bằng được bằng hai gì đó. Kìa nó ăn cây là vừa chưa? Mãi vui cái học giỏi năm sau mày dẫn đi. Bình thường học cũng giỏi chứ bộ. Không đi ở nhà đi. Không mà cái nết giống như Trang không, ngày xưa đi bây giờ đại đi giờ đôi bằng được vậy thì chưa cho nó đi đại đi cho nó biết với người ta chứ tối ngày nó ở nhà không à. Nó giống tao không dạ mệt ghê đi này về mà lì nữa là tới số nha. Dạ. Ông con ông nhà nó chạy qua à, anh Quang sắp đồ đi. Đi rồi tôi kêu anh Quang chở xe đi. Nha. Rồi, tốn tiền nữa trời, còn những cái không báo không à. Đi vô coi thích vào đồ nào, xếp vào đồ đó đi. À, đây. Đâu đi chứ bằng được, đi đằng này về mà học không giỏi biết tay tao. Còn những cái thiệt. Rồi. Đi về chứ bỏ không ở ngoài luôn á mà bao nhiêu đồ. Rồi. Rồi cảm ơn anh đợi nha. Tao cảm nha. Rồi xe lên xe. Rồi, tranh thủ đi nhanh giùm em anh nha. Nghe, yeah, tới rồi. Thấy đâu tới ông nội. Trời mới lên xe mà tới gì? Lâu lắm hả? Xa lắm. Rồi. Anh ơi em chậm thôi anh ơi nha. Em chậm thôi chứ em sợ xe say xe, xe lắm. Hả? Sao xe này chỉ thu xe đạp nữa kìa. Ủa? Gì hả? Xe đạp ai biết đâu hả? Thôi chị em chậm đi cho nó an toàn con ơi. Chị nào mới tới? Tới rồi. Tới con ơi. Chuyện phải từ từ. Rồi tới đó con. Rồi tới rồi. Rồi cảm ơn. Đợi xíu đi, cả em vừa cho một mình hai luôn nha. Rồi tới đó con. Ủa mẹ gì? Vậy không phải Vũng Tàu đâu. Đây nè, Vũng Tàu bãi sao. Con không chịu nữa. Cái này là đang ở bãi sao đó con. Ờ, đúng rồi bãi sao Vũng Tàu đó. Ủa mẹ, mày gần nhà mình mà. Thì con tưởng tượng ra đi, con tưởng tượng ra được là bãi sao Vũng Tàu, nó là bãi sao Vũng Tàu à, hiểu không? Thôi, bây giờ con muốn đi Nha Trang rồi. Ông thấy nó đòi hỏi chưa? Quánh nó vừa chưa? Bữa đó đi Vũng Tàu, giờ nó đi Nha Trang. Trời, Nha Trang đi, cho nó gần hơn. Mày nghĩ Nha Trang gần hơn Vũng Tàu vậy? Có đi Nha Trang phải không? Dạ. Cái gì vậy mẹ? Con của mẹ nuôi mày đẻ mày biết chưa? Cái tính tình mày sao mày biết tao biết chưa? Tao chuẩn bị sẵn chưa? Nha Trang, có cái dừa nữa thấy không? Rồi đây. Trời ơi. Con là hội này, con hội kia. Rồi nó tắm đi. Tụi em có cát mẹ. Cái gì? Cát. Cái đòi hỏi ghê không? Ra tới Vũng Tàu đòi cát. Cát phải không?
không lý tôi nè. Đây mà em, nghe nè, từ bên nhà mình qua đây có 200 mét mà đi xe này chỉ cho tốn 50 ngàn chứ. Xe đi cho ông cho nó trải nghiệm cảm giác Vũng Tàu, đi xe hơi đi Vũng Tàu mới sang, ông hiểu không? Bà gặp nó thì gặp. Ừ, đi với tôi nè. Thầy mẹ xíu nha. Dạ. Rồi. Dọc cho đã đi. Đó, dọc cho đã đi, cát đó con. Rồi, tắm đi, nó lẹ về nè. Ngồi chơi cát. Xuống tắm. Đấy là còn được coi chứ cát gì. Tắm hả? Ừ. Ôi, tắm đi rồi, rồi lên dọc cát sao. Chắc tôi cũng phải về tổng tắm biển đúng không? Tắm, ừ. Muốn tắm nè. Ừ. Tắm đi. Bà làm gì vậy? Trời, tôi cũng hưởng mong chờ với con nó, tôi cũng đi tắm biển không? Tắm nước cái. Bữa nãy gì vậy? Đi nước á. Đi nước từ lạ lùng vậy. Rồi tắm với con trai của mẹ. Ủa là bà đi tắm biển hả? Không. Tôi tập tắm nắng. Ô mẹ. Gì vậy? Biển này không có cây dừa mà có cây xài. Thấy đòi hỏi quá. Thế sao không? Tại vì biển này á, cây dừa nó sợ ra cho khách du khách tắm cây dừa nó rớt xuống u đầu đúng không? Trong cây xài nó an toàn. Cây xài cũng có trái mà. Nhưng mà nó rớt có nhẹ cái dừa à. Hay gì quá. Mẹ. Gì? Biển này chán không có dằn hết trơn á. Đòi đi biển giờ đòi đi ăn nữa kìa. Đó, ăn nước mình còn có giá xài nè không? Hái ăn luôn đi. Chưa có mọc nữa. Nói nghe nè. Cảm ơn, cảm ơn mấy đồ ra làm đi. Vậy nha. Đã được xíu. Tắm nha, vô trong nghe thôi cho nó an toàn đó. Sao mà nắng gì ta? Hơi nóng nha. Không. Dạ. Tức gì nó miếng cây chống nắng coi. Nhẹ đi. Đi hết trơn da tôi gọi. Từ từ. Dẫn giữa nhỏ nó khét hết trơn. Dạ. Bà có trắng đâu mà chống nắng. Mới nói gì vậy? Tôi nói là bà trắng nên bà phải thức kem chống nắng. Ừ. Nó trắng thêm. Chơi đàng hoàng con ơi, đừng ra xa bờ nha. Bên kia tự sức đi. Ừ, tắm đi con trai. Dạ. Tắm đi. Mẹ. Cái gì? Biển thì không có người chứ mình con hả? Mình con tắm cho nó an toàn, mới không có người đụng người, tai nạn đường thủy nó mệt lắm. Không có người tắm cho vui. Ô, và người đâu ra cho vợ. Đấy, kiếm thêm người đi. Và người đâu ra mà kiếm. Tắm cho nó vui, tắm rồi. Ôi, hay đòi hỏi quá trời, không biết nữa. Rồi, chín đây nè con trai. Đợi mẹ xíu. Tắm mệt rồi lên ăn nè. Nè, căng nè. Mấy đứa dạ, nói nghe nè. Bây giờ cô cho mấy đứa 5.000 đứa chịu không? Chịu. Dạ, chịu. Với một điều kiện. Là xuống tắm với con nha. Ờ. Tắm thôi là được 5.000 rồi. Cái gì nha. Ủa, mà tắm ở đâu vậy con? Tắm ở Vũng Tàu con. Có đi được đâu, mẹ muốn lo. Không sao, chúng ta gần lắm, đi theo con nè, đi con nè. Đi. Rồi tới rồi. Ủa, ở đây mình tắm ngoài mà. Mẹ phải đi Vũng Tàu đâu. Có người đó. Đợi lắm. Bà nhắc ai lại vậy? 5.000 một đứa đó, tội gì. Xuống tắm đi coi con. 5.000. Thôi tắm lại đi, 5.000 có bị không anh? Rồi viên chính nhau. Ê không, cho mấy đứa thằng cây đi. Lát tắm mệt nè, mấy đứa tao ăn nha. Đây bà viên một đống luôn. Mẹ tao muốn cái mày 5.000, mày phải chung trước chưa? Sao mày chung trước không? Không. Ah!
mẹ đây. Đây à, lăn xuống. 5.000 đó. Rồi. Ba kìa. Tắm đi kìa, mình quạt thôi. Đây bà. Hả? Tự nhiên thấy mấy nhỏ tắm nó muốn cái bà giống tôi tắm kìa. Tắm đi tắm kìa. Lạnh lắm. Lạnh xuống mẹ coi. Dạ. Mày rủ tao tắm mày không xuống. Tôi mấy đứa đừng có giỡn nha, ba ra xa tắm cho mờ nha. Dạ. Cái bộ chiến không? Má ơi. Má ơi. Dạ. Má. Dạ. Con làm gì dưới đây vậy? Con tắm sao? Về ăn cơm. Ủa? Má ơi, con nè. Con làm gì vậy? Dạ. Không không? Má, con đi. Má, con đi đi. Má uống gì hả? Không sao. Cái này người ta gọi là... Để đi. Ốc thai. Ăn bậy gì vậy trời? Để đang chạy kia một viên ăn hàng không lấy chạy ăn miếng thôi. Đi về bắn đồ. Đi về ăn cơm nè. Dạ. Bảo á. Ủa con làm gì giờ này con đi tắm xong vậy? Con đi tắm tàu nha. Tắm tàu là sao? Cô Liễu kêu con xuống tắm chung với con rồi chơi con 5.000. Ủa là sao vậy? Má ơi má. Cái rồi đi con đường Vũng Tàu. Ờ, tay đâu đây? Ủa là ra mấy sông này tắm. Ừ. Là chứ là đi Vũng Vũng Tàu. Ừ. Mày đục ơi. Tại vì chồng mày cũng chịu nói suy nghĩ quá em. Má ơi, má tưởng tượng thêm má ơi. À, là hồi nãy giờ tưởng tượng này là làm cốc keo chị ha. Ừ. Rồi này là gì bò chiên gì nữa vậy? Là chiên bờ biển đó má. Ủa đó giờ có đi Vũng Tàu chưa? Chưa. Má ơi má. Trời ơi, không có ai mà làm gì đâu, kiếm gì về. Bước lên đi về. Rồi mấy người đi lên nhanh lên. Mà chơi với người, chơi với người chơi. Má hay chuyện quá trời trời. Thôi ơi. Chơi mà làm gì chứ về. Trời ơi, vui cái gì. Con tắm một hồi bà chị Liễu ơi, cho 5 ngàn. 5 ngàn đó. Mày tắm được chút xíu bả lên mà quanh hai mày. Đi về bước chân lên. Không, tôi chỉ trả 5 ngàn đi. Rồi, xíu tôi cho. Trời ơi, nghĩ là ta đi Vũng Tàu, bọn này bày ra đi Vũng Tàu vậy hả? Ừ. Im lặng cho tôi tắm nắng nha. Má mày lẹ nghe con ơi. Ê, còn dưới góc xài không biết nắng đâu. Dưới đường xài tưởng tượng ra đi má ơi. Sao má có cái giọng suy nghĩ tưởng tượng không vậy? Chú gác đi chơi. Không biết chạy nắng rồi. Hết rồi. Ôi, quá trời tưởng tượng rồi. Đi lên, đi lên. Ôi, tắm rồi. Mà kệ nè. Mấy đứa tắm rồi có mệt lên ăn chả nha. Quá. Hai đứa chả nè. Bữa nay tắm không có nhẹ nhõm. Có tiền nữa. Sống biển nhấp nhô 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 nhấp nhô. Tưởng tượng ra đi trời ông cắt ngay rồi suy nghĩ nữa không nè. Tôi bánh ông lòng khỏi bây giờ tin không? Tưởng tượng nha. Ê, cano đang chạy kìa. Cano đâu? Ê, ôi cái đâu đang nhìn tôi kìa. Ủa cái đâu đó mẹ? Hả? Cái đâu đâu? Tưởng tượng đi con, tưởng tượng đi. Anh ơi. Trời lạnh quá à. Gió lạnh. Thì nó gió lạnh không? Tưởng tượng ra đây. Quên. Ờ tí tôi cũng cảm thấy lạnh. Giờ này tụi mình mà có một trái dừa nữa thì ngon hơn không anh? Đúng rồi. Lúc này tụi mình phải làm hợp quá em. Chữa thành đồ đen vàng hết trơn rồi. Cô Liễu ơi, xuống tắm với con nè. Thôi, cô bị ngại nước. Ờ, cô ngại nước đi tắm ba. Cái gì vậy? Tôi tắm ba. Chú ơi, xuống tắm. Đúng rồi, chú xuống tắm với tụi con đây. Thôi lại về. Mình đi tắm thì chú đang bị cảm. Trời ơi. Rồi, đứa dọc cát, cái dọc cát dơ tay nha. Ờ, đây dọc sình mà ta. Dương. Lặn biển kiếm tao mà má cha lên ba chiên ăn luôn. Con lặn nó nổi đâu lặn. Tưởng tượng đi. Cái tâm hồn ở đây hay quá. Để con lặn. Mày lặn kiếm tâm hồn đi. Bay cái bắt cái đèo sao biển nghe thấy sao biển. Rồi. Lặn đi mày, tao lặn đi. Để tao lặn kiếm cua quần đế nha. Tao thấy nó rồi. Ở đâu vậy hả? Đâu. Mẹ, con sao nè? Con ra gì mày? Tưởng cái lá cây mà. Tưởng tượng, để cái tưởng tượng. À đúng rồi, con sao biển tròn, con sao biển đẹp kia không nha. Tâm hồn sao biển bốn cánh nè. Đúng rồi. Con lên kiếm con tâm hồn. Con cua không có. Ba ơi, bấm hộp. Dạ. Bấm hộp.
Đấy, con này nó vùng ngàn chạy sóng biển kìa bà. Bơ chạy qua có sóng á. Sóng biển anh ăn nhanh tôm hùm đó, anh ra đó. Băng ơi. Để tôi chiên cho bà. Sẵn 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 chảo đang nóng nè. Ai! Tao đi bỏ cho chiên mình vậy. Không, vậy ui không thấy gì được tí. Không, con đây mà. Ê. Đây nè, nó ra cực hiệu. Ê. Mày mò không kinh, mày mò con hả? Nó khôn nghe mày chạy. Chuối đi. Ông ăn đi. Ăn lên. Cái này lá xài ăn được con. Mẹ cái bún tượng, sao nói mẹ kêu bún tượng gì? Sao ăn trời. Nó khôn chứ không biết. Ngon mày ăn ngon, ngon quá. Tôm mồm không nghe nói mắc lắm á. Tôm mồm ngon 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 ngon. Ngon vậy? Ê, này, mấy đứa từ từ nha. Cano đang qua. Cano kìa. Mày lặn trốn đi. Sao lặn? Nó cũng thật kìa. Cano bự quá à.